Xin kính chào quý anh chị các bạn. Xin gửi đến quý anh chị các bạn bài suy tư bàn tay trong ấn phẩm Dấu ấn tình yêu của Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Bàn tay. Con người ta khi lọt lòng mẹ bước vào đời, hai bàn tay nắm chặt như khi kết thúc cuộc sống trần gian, hai bàn tay buông thõng. Khởi đầu cuộc sống với bàn tay nắm chặt, con người muốn thể hiện những tham vọng, quyền lực của cuộc sống, để rồi khi nhắm mắt với bàn tay buông xuôi, họ thấy tiền tài danh vọng chỉ là mây khói mau tan. Khởi đầu cuộc sống với bàn tay nắm chặt, con người muốn khẳng định chính mình như trung tâm của vũ trụ, muốn trỗi vượt lên mọi người xung quanh. Thế rồi, khi đã ra đi, với bàn tay buông thõng, họ thấy bản thân mình chỉ là hư vô trống rỗng. Khởi đầu cuộc sống với bàn tay nắm chặt, con người muốn khư khư ôm lấy tất cả làm của riêng mình. Thế rồi, khi nằm xuống với bàn tay rời rã, họ thấy chẳng mang được gì theo. Khoảng cách từ khi bàn tay nắm chặt cho đến khi buông xuôi ta gọi là đời người. Đời người có thể rất dài, đến hơn một thế kỷ, nhưng cũng có khi rất ngắn, chỉ một vài năm, thậm chí chỉ một vài giờ. Thực ra đời người ngắn hay dài xem ra không quan trọng cho bằng mình làm gì cho đời, làm gì cho bản thân trong khoảng thời gian ấy. Trong suốt khoảng thời gian cuộc đời ấy, bàn tay là phương tiện thể hiện tâm tình và cách sống của con người. Như thửa ruộng vừa có cây lúa và cây cỏ lùng, cuộc đời có những bàn tay tốt và bàn tay xấu. Có những bàn tay suốt đời nắm chặt, chỉ bó bó ích kỷ lo cho riêng mình, dửng dưng vô trách nhiệm đối với tha nhân. Có những bàn tay luôn mở rộng, quảng đại chia sẻ với những người cùng khốn. Có những bàn tay nắm giữ mãi hận thù, thề không đội trời chung với người đồng loại, mà thực ra họ chẳng thoát khỏi cảnh không đội trời chung vì họ đang sống dưới gầm trời này. Có những bàn tay bao dung nhân hậu, nhận mọi người là anh em, sẵn sàng tha thứ cho người xúc phạm đến mình, 9 bỏ làm 10 để xây dựng đời hạnh phúc. Có những bàn tay chỉ chuyên làm điều ác, kể cả việc sát hại tha nhân, nhưng cũng có những bàn tay sẵn sàng cứu giúp người bị nạn, băng bó vết thương thể xác và xoa dịu nỗi đau tâm hồn. Một bàn tay không che nổi mặt trời, nhiều người quên rằng mình chỉ là một tạo vật nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Họ mơ tưởng sẽ thống trị thế giới, cho mình là hoàn hảo. Bàn tay nhỏ bé nhắc con người hãy khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và trước mặt tha nhân. Sự khiêm tốn như giọt nước chấp nhận hòa mình vào biển cả, làm nên đại dương mênh mông của cuộc đời. Chẳng ai nắm chặt tay từ sáng đến chiều. Con người sống nơi trần gian chỉ là hữu hạn, có yêu thương, có giận hờn, có lúc vui, có lúc đau khổ. Giận hờn hay yêu thương rồi cũng có lúc kết thúc. Hãy biết trân trọng từng ngày sống để cuộc đời này có ý nghĩa hơn. Hãy biết quảng đại, cho đi để tìm được niềm vui đích thực. Và người tín hữu Kitô cung kính tôn thờ đôi tay đã dang ra trên thập giá, đôi bàn tay đã chịu đanh sắt thâu qua, đó là bàn tay của Đấng Cứu Thế. Đức Giêsu đã dang rộng cánh tay để diễn tả tình thương bao la của Thiên Chúa.
mênh mông như đất trời, người cũng muốn ôm trọn cả nhân loại trong đau thương muốn màu tội lỗi để chia sẻ cho họ vinh quang của Thiên Chúa vĩnh cửu. Nhờ cánh tay dang rộng trên thập giá mà loài người được đón nhận vào tấm lòng rộng mở của Chúa Cha. Mùa chay về, ba thực hành quan trọng được chính Chúa Giêsu nhắc tới trong bài tin mừng được tuyên đọc trong thánh lễ khi khai mạc mùa chay, đó là bác ái, cầu nguyện, ăn chay. Tất cả những thực hành này đều đòi hỏi chúng ta mở rộng lòng, mở trí, mở bàn tay để hướng về Chúa và hướng về tha nhân. Khi cầu nguyện là chúng ta mở rộng bàn tay vươn tới Chúa, cho thấy mình chỉ là hư vô trước mặt Ngài. Cánh tay dang rộng vừa thể hiện tâm tình khẩn cầu thiết tha, vừa diễn tả thân phận khốn cùng con người vì mang kiếp tội nhân. Khi chia sẻ bác ái, chúng ta mở rộng bàn tay để giúp đỡ anh chị em hoàn nạn, đem cho họ niềm vui, sự bình an và nâng đỡ. Bạn đừng nói tôi không có gì để cho, vì không ai giàu đến độ không có gì cần phải nhận, không ai nghèo đến mức không có gì để cho. Một lời yêu thương, một câu khích lệ, một nụ cười, một ánh mắt nhìn cảm thông, tất cả đều có thể trở thành những món quà ý nghĩa nếu nó được trao tặng với trái tim chân thành. Khi ăn chay hát mình, chúng ta mở rộng tấm lòng hy sinh khiêm tốn, làm chủ bản thân, quy phục bản năng và hướng chúng về sự thiện. Mùa chay được khai mạc với một nghi thức rất cảm động, đó là nghi thức sức cho. Mọi tín hữu, giáo sĩ cũng như giáo dân, người giàu cũng như người nghèo, người trí thức cũng như người bình dân, tất cả đều khiêm tốn cúi đầu lãnh nhận một chút cho, như tâm tình khiêm tốn nhận mình chỉ là cho bụi trong cõi vô thường này. Cho bụi nhắc ta, cuộc sống này chóng qua như bông hoa sớm nở chiều tàn, như đám mây giăng ngang trời buổi sáng. Cho bụi cũng nhắc ta hãy nghĩ đến ngày cánh tay ta buông xuôi, chẳng mang được gì theo xuống mộ phần. Lúc vào đời ta trần trụi yếu đuối, lúc tạ thế ta cũng tay trắng buông xuôi. Bài học từ bàn tay thật sâu xa là thế. Trên đây là bài suy tư bàn tay trong ấn phẩm Dấu ấn tình yêu của Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Hãy like và chia sẻ video cho 10 cùng nghe. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để đón nhận những video mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại.